Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị khán giả bài hiện thực phê phán có tựa đề Trả dạy gì làm công dân tốt của tác giả Ái Dân Đang trên trang blog AFI vào ngày 18 tháng 7 Mời quý vị cùng theo dõi Trả dạy gì làm công dân tốt Trả dạy gì làm công dân tốt ở Việt Nam Vì chỉ thiệt thòi vào mình Ở nước nào cũng vậy Tiêu chuẩn phổ quát của công dân tốt và tuân thủ pháp luật Gắn liền với khúc ruột nhất của việc tuân thủ pháp luật Ở một công dân trưởng thành là đóng thuế đầy đủ ở Việt Nam với mức thu nhập trên 11 triệu đồng mỗi tháng, bạn đã phải đóng thuế thu nhập. Nếu có ông bà nội ngoại, cha mẹ già, con cái, cô dụ, cô dì, chú bác, người thân phải nuôi dưỡng, tức hoàn toàn sống nhờ vào bạn. Ngoài ra, bản thân họ không có nguồn thu nhập nào, hoặc tổng thu nhập của họ dưới 1 triệu đồng mỗi tháng. Bạn được để lại 4 triệu tư. Chi phí này có đủ cho bạn nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà không? Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lạm phát ở Việt Nam tăng lên 1.1% so với cùng kỳ của năm 2021. Chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 2.25%, đồng nghĩa mỗi quả trứng, con cá, ký gạo, bó rau, trên nước mắm đều tăng. Ở Việt Nam có lẽ trứng là thức ăn bổ dưỡng và rẻ nhất trong các bữa ăn công nhân thường xuyên, có quả trứng luộc dầm nước mắm với bó rau luộc. Vậy mà bây giờ nó cũng khiến cho người ta phải trợ tay Tôi đã thấy những bà nội trợ đứng tầng ngần lay hoay mãi về một vị trứng mỗi quả, hôm nay đã tăng đến vài ngàn đồng so với tuần trước. Một vị trứng gà bán ở siêu thị giá 32.000 đồng, ở chợ giá 35.000 đồng, trứng vịt giá khoảng 38.000 đồng mỗi vỉ, tăng 5 đến 7.000 đồng, khoảng 20% so với đầu năm và tăng 34% đến 40% so với cùng một năm. Còn so với chỉ 3 năm trước thì mức tăng sẽ làm bạn rùng mình tháng 7 năm 2019, giá trứng gà khoảng 18.000 đến 19.000 đồng một chục trứng, trứng vịt khoảng 20.000 đồng một chục. Mỗi lít dầu ăn tăng 50% so với đầu năm và gấp đôi hai năm trước, lên hơn 55.000 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, theo VN Express. Giá mỗi ký thịt heo lên đến tháng 6 năm 2022 khoảng 54.000 đồng đến 58.000 đồng. Giá của 3 năm trước là khoảng 30.000 đồng mỗi ký. Người lao động kiếm tiền ở đâu ra để bù lạm phát? Ngoài việc các chi tiêu như đi xe bus thay cho xe máy, giảm đi chơi hay ngồi quán với bạn bè hay mua tổng đồ về từ cắt tóc cho chồng con ở nhà thì cách duy nhất là thắt lưng buộc bụng. Năm 2020, chi tiêu cho ăn uống và sinh hoạt tối thiểu chiếm đến 39% trong tổng chi tiêu của bụi, hộ gia đình, trung bình khoảng 2,7 triệu đồng mỗi người theo tính toán của Tổng cục Thống kê. Đó là năm bắt đầu xảy ra dịch cúm tàu trên toàn thế giới, nhưng Việt Nam lúc đó vẫn đang rất ngạo nghễ, hầu như cho việc sản xuất kinh doanh vẫn bình thường. Năm ngoái trọng thương trí tử, năm nay tổng cục này chưa kịp tính toán. Nhưng với mức lạm phát được báo cáo thì có thể dự đoán con số này không giảm, chỉ ít là không giảm nhiều. Có nghĩa là theo tháp nhu cầu Maslow, tuyệt đại bộ phận người dân Việt Nam ở thế kỷ 21 đang quay lại với cuộc sống chỉ gồm nhu cầu sinh tồn căn bản nhất của con người, nôm na chỉ cầu đủ cái ăn bỏ miệng, làm phát do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do chính sách thuế khóa. Hiện tại Việt Nam đang có 15 loại thuế, 73 loại phí và 42 loại lệ phí. Các khoản này dùng để nuôi bộ máy quản lý sông trùng cực kỳ nặng nề, gồm có hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền và hệ thống dân cử là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Hệ thống nào cũng được thiết kế giống nhau, bao gồm trục dọc từ trung ương đến từng xã, phường, tổ dân phố và trục ngang gồm toàn bộ địa bàn. Nó được giao quản lý từ tổ dân phố hay ấp trở lên. Tổng số người hưởng lương và có tính chất lương từ ngân sách ở Việt Nam chiếm đến 11.5% dân số, con số 5,97, 97, để nuôi bộ máy ấy và nuôi cả tham nhũng từng đồng một, người dân bị thu tỉ mỹ và triệt để. Đến nỗi trên các diễn đàn quốc hội cách đây nhiều năm, nhiều đại biểu đã phải thốt lên, cần giảm thuế phí để khoan thư sức dân. Nợ công bình quân đầu người Việt Nam là 35.1 triệu đồng mỗi người, có xu hướng tăng qua các năm, khi năm 2018 là 31.69 triệu đồng mỗi người. Năm 2019 là 33.62 triệu đồng mỗi người, chiếm 55.2% GDP, theo đánh giá của Cơ quan Kiểm toán vào cuối tháng 5-2022. Thế nhưng, đọc bất cứ báo cáo tổng kết, báo cáo giám sát của bất cứ ngành nào cũng đầy rẫy tham nhũng và lãng phí, gọi lãng phí cho đúng với thuật ngũ dùng trong luật chứ đúng tên nó phải là tham ô và trục lợi, vẫn căn cứ theo báo cáo tổng kết 10 năm chống tham nhũng lãng phí của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 10 năm qua, đã có 2.700 tổ chức đảng, 168.000 đảng viên bị kỷ luật và vi phạm điều lệ đảng. Trong đó có khoảng 7.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ở cấp tối cao có 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng đến này đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, gần 45.000 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi và xử lý tài chính gần 1 triệu tỷ đồng, gần 80.000 hecta đất, gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra gần 2.000 văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ. Số vụ án tham nhũng bị xét sự lập đỉnh, khoảng 16.000 vụ so thẩm với 32.000 bị cáo. Túm gọn là một câu, bao nhiêu tiền của trăm triệu con người làm ra đều bị tham nhũng liếp sạch. Bắt thì bắt, tù thì tù, tịch thu tài sản thì tịch thu tài sản. Số tiền đã kịp chuyển ra ngoài biên giới Việt Nam, cùng với những hộ xíu ngoài đó âm thầm, lận lưng, từ hồi năm vẫn đảm bảo cho đám doi bọ này cuộc sống đế vương sau khi ra tù còn danh dự ư ừ, thằng nào chả như thằng nào kính thưa các đồng chí chưa bị lộ ngoài về cái chết đáng đợi bi thảm như chết ruột trong tụ của vài cá nhân thân hữu thì chưa thấy quan chức nào trả giá xứng đáng cả vậy thì làm công nhân tốt tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh đóng thuế để làm gì ngu sao trong khi bọn chúng ăn trên đầu trên cổ mình từ rất nhiều chục năm trước cán bộ nhà nước các tỉnh hay có thói quen sinh hoạt giống nhau là đón con về tắm giặt thậm chí nấu nướng thức ăn ngay tại cơ quan rồi mẹ con thơ thới chở nhau về nhà cũng có khi họ ăn uống luôn, rờ bát, cất kỹ rồi mới về. Gần như mỗi ngày đều thế, cả gia đình quanh năm cũng tiết kiệm kha khá tiền điện nước. Tương tự như vậy, được liệt vào dạng tham nhũng vặt, trái với tham nhũng lớn, những khoản bôi trơn tru, thu được khi hoạnh hoẹ làm khó người dân cũng giúp nuôi sống, thậm chí làm giàu cho nhiều gia đình công chức. Đó cũng là một trong những lý do chính thu hút người ta vào cơ quan nhà nước. Thế cho nên, ở Việt Nam, dạy gì mà đóng đủ thuế, hỏi quý vị quan gian thì dân tham, đấy là quy luật. Bộ trưởng thao túng chính sách, tướng biên phòng bảo kê buôn lậu xăng, Chủ tịch tỉnh ăn đất thì dân ăn gian tiền điện tiền nước, phí xe lên vị hạt, cắt dây điện, kề thiếu thuế, cân điêu độn hàng giả, bơm thạch vào tôm, sản xuất thực phẩm tưới đậm hóa chất cấm. Chúng ta một ruột như nhau cả, phải không thưa các ngài bệ vệ hay lên tivi rao giảng đạo đức.